Hello, ba bạn bạn nhớ là. Konnichiwa, ba bạn kia là. Xin chào ba bạn. Xin chào ba bạn. Quân đội phá băng. Thế hôm nay thì sư phụ rất là vui khi mà các Phật tử xa xứ được về Việt Nam, về quê hương hoặc là quê vợ nha, để mà đón xuân và ăn Tết, một cái Tết Việt Nam rất là truyền thống, rất là vui. Và đặc biệt cái Tết ở Wat Ba Vàng, Ba Vàng Quang Quốc Đa thì mình càng vui. Very happy. Sư phụ chúc cho tất cả các Phật tử xa xứ cùng với thân quyến, gia quyến xuân mới được nhiều sức khỏe, an vui, cả nhà ai ai cũng biết làm điều thiện, và đặc biệt là quy kính Phật, quy kính Phật Pháp nhé.我今天很高兴来到越南这个国家，然后看到这个我们的禅师都那么漂亮，哦，有这个荣幸，也感谢各位，谢谢大家，谢谢。chồng em bảo là không quỳ được mà đến lúc chư tăng đến là chồng em tự nhiên là quỳ xuống để khất thực cho chư tăng à, em cũng rất là xúc động, cũng rất là bất ngờ bởi vì anh ấy xương anh ấy bị đau, chân anh bị đau như thế anh bảo là anh không quỳ được, anh có thể không quỳ được không? Đến lúc chồng em nhìn đến chư tăng mà chồng em xúc động mà chồng em quỳ luôn xuống. Dạ, đúng rồi, em cũng rất là xúc động ạ. Chú à, ơi, hôm nay bọn tớ đã được về chùa ăn Tết và chúng tớ là Phật tử xa xứ và bạn này là truyền phán với mọi người ạ. Mọi người cố gắng sang năm là mọi người chia truyền phán Tết nhá. Hôm nay chúng tớ còn được cắt thực ở chùa Ba Vàng nữa, và chúng tớ còn được thủ viên để cắt thực sư phụ với mọi người ạ. Thật là hạnh phúc. Cho nên hôm nay chúng tớ rất là vui và chúng tớ rất là nhiều kiểu ảnh ở đây. Và mọi người ơi, cố gắng sang năm để chúng ta cùng họp mặt đầy đủ ấy nhá.